giá trên dưới 1 triệu đồng. Aquara Hooter Sensor Giá 450.000 đồng Đây sẽ là một giải pháp rất hữu hiệu cho nhiều gia đình, tránh lãng phí nước vì những lý do vô tình và do sự cố vỡ ống nước. Cảm biến này được thiết kế để phát hiện ra sự bất thường của nguồn nước trong nhà tắm. Nếu nguồn nước vượt qua 05 mm, nó sẽ lập tức thông báo đến thiết bị trung tâm hoặc thông qua ứng dụng trên smartphone để người dùng biết và có biện pháp xử lý ngay. Điều này sẽ giúp cho người dùng kiểm soát nguồn nước khi vô tình quên tắt nước hoặc do sự cố vỡ ống nước. Sản phẩm này được tích hợp chuẩn kháng nước đạt chuẩn IP67, hỗ trợ chống thấm nước và dùng viên pin CR2032, có thể sạc lại và tuổi thọ pin lên đến 2 năm. Vizia Auto Induction Phâu Bình Giá 320.000 đồng Đây là một mẫu tạo bọt tự động giúp người dùng dễ dàng vệ sinh tay mà không cần phải nhấn vào bình chứa dung dịch. Hãng này trang bị cho thiết bị cảm biến hồng ngoại có tốc độ nhận diện bàn tay người rất nhanh, chỉ mất 0,25 giây ở khoảng cách 60 đến 90 mm. Máy này có khả năng tạo bọt khí và chất lỏng, lượng bọt tạo ra siêu mịn và độ bám dính cao giúp tác động sâu vào lỗ chân lông để tăng hiệu quả làm sạch cho người dùng. Đồng thời, máy tạo bọt này cung cấp lượng bọt với công thức hơi axit gần bằng với độ phờ của da người để bảo vệ da tay và không làm ảnh hưởng đến sự cân bằng độ phờ của làn da. Hãng công bố nó có thể ức chế vi khuẩn lên đến 99,9%. Ngoài ra, một bình dung dịch đi kèm có thể sử dụng đến 400 lần, trong vòng 50 ngày mới thay bình bọt mới, máy dùng 5 viên pin kiềm có thể sử dụng trong 9 tháng. Philips cm 999 Giá, 1,1 triệu đồng Đây là một đầu lọc nước tại vòi khá nhỏ gọn, phù hợp để gắn trong phòng tắm, giúp cho người dùng có nguồn nước sạch để rửa mặt và vệ sinh răng miệng. Mẫu sản phẩm này sử dụng hệ thống lọc 4 lần để loại bỏ hiệu quả vi khuẩn, lo dư chất gì xét trong nước và giữ lại nước khoáng tinh khiết để dùng trong việc vệ sinh răng miệng. Đáng chú ý, nước sau khi lọc cũng có thể uống trực tiếp, theo như lời khẳng định của hãng này. Để cho khả năng lọc tốt, hãng này trang bị màng siêu lọc sợi rỗng của Nhật được áp dụng cấu trúc nhiều lớp cho khả năng khử trùng cao với độ chính xác cao lên đến 001, loại bỏ 99,9% vi khuẩn, bảo vệ da mặt và răng miệng của người dùng. Mini S -O -V -H -I -T -E -E d 1 Giá 350.000 đồng đây là mẫu dao cạo dâu 360 độ có lối thiết kế khá đẹp mắt và công suất cao, giúp cạo dâu hiệu quả và an toàn với người dùng. Mẫu sản phẩm này sử dụng motor có công suất 2 un với tốc độ quay liên tục lên đến 5.500 vòng trên phút có thể làm sạch dâu ở bề mặt da của người dùng nhanh chóng. Trong đó lưỡi dao được thiết kế có thể tháo lắp dễ dàng và thuận tiện trong việc thay mới. Hãng này cũng đưa vào một chế độ dung có tần số nhẹ để giúp người dùng có thể nhận biết được vị trí nào đã được làm sạch mà không nhất thiết phải soi gương. Mẫu dao này cũng trang bị khả năng kháng nước và pin đi kèm có thể sử dụng liên tục 90 phút sau mỗi lần sạc. Gia Linh